Ngày 27 tháng 3, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức lễ khánh thành dự án xây dựng Âu Kim Đài phục vụ ngăn mặn, giữ ngọt và ứng phó với tác động nước biển dâng cho 6 huyện, thành phố, khu vực Nam Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình. Dự lễ khánh thành có các đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, lãnh đạo một số bộ ban ngành Trung ương, đại diện Đại sứ quán Cộng hòa Pháp tại Việt Nam, cơ quan phát triển Pháp. Về phía tỉnh Ninh Bình có các đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, một số đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ban ngành địa phương và đông đảo nhân dân huyện Kim Sơn. Phát biểu tại lễ khánh thành, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Quang Ngọc cho biết được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ và cơ quan phát triển Pháp, Tỉnh Ninh Bình đã triển khai thủ tục đầu tư dự án xây dựng Âu Kim Đài, thuộc danh mục các dự án cơ sở hạ tầng ứng phó với biến đổi khí hậu tại các tỉnh Ninh Bình, Hà Tĩnh và Cần Thơ, sử dụng vốn vay của AFD với tổng mức đầu tư được phê duyệt là 22,644 triệu euro, tương đương 543,455 tỷ đồng, trong đó vốn vay ODA của AFD là 453,053 tỷ đồng, chiếm 83,37% tổng mức đầu tư. Đây là dự án có vai trò rất quan trọng trước mắt và lâu dài đối với công tác phòng chống thiên tai, chống biến đổi khí hậu, ngăn mặn, ngăn lũ và thủy triều dâng vào sông Vạc, giảm thiểu tác động xâm nhập mặn và ngập úng cho gần 800 km vuông đất, gần 60% diện tích đất toàn tỉnh và tích nước ngọt phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, đảm bảo nước sạch sinh hoạt cho hơn 730.000 người dân của 4 huyện Kim Sơn, Yên Mô, Yên Khánh, Hoa Lư và hai thành phố Ninh Bình và Tam Điệp. Công trình xây dựng Âu Kim Đài được khởi công từ tháng 9 năm 2019. Chỉ sau hơn 2 năm thi công, đến nay đã hoàn thành theo đúng thiết kế, tiến độ đề ra. Công trình đã được vận hành thử nghiệm, phát huy tối đa hiệu quả ngăn mặn và tích nước ngọt phục vụ sản xuất vụ chiêm xuân năm 2022 và đảm bảo an toàn, thuận lợi trong hoạt động giao thông đường thủy trên sông Vạc. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định, lễ khánh thành công trình Âu Kim Đài có ý nghĩa hơn nữa khi diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 200 năm danh sưng Ninh Bình và 30 năm tái lập tỉnh. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí trân trọng cảm ơn trung ương đảng quốc hội chính phủ đã quan tâm đầu tư dự án cảm ơn cơ quan phát triển pháp afd đã tài trợ cho vay vốn để thực hiện dự án cảm ơn nhân dân địa phương đã đồng thuận ủng hộ trong quá trình triển khai giải phóng mặt bằng và thi công dự án đồng thời ghi nhận đánh giá cao và biểu dương tinh thần trách nhiệm sự tập trung nỗ lực của các sở ban ngành chính quyền địa phương chủ đầu tư và các nhà thầu để dự án hoàn thành đúng tiến độ đạt yêu cầu đề ra để công trình đưa vào khai thác sử dụng phát huy hiệu quả đầu tư Đồng chí đề nghị chủ đầu tư và các nhà thầu khẩn trương hoàn tất các thủ tục còn lại, bàn giao công trình đưa vào khai thác sử dụng, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ bảo hành công trình và thanh quyết toán dự án theo đúng quy định. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi tỉnh tiếp nhận và tổ chức quản lý khai thác, vận hành công trình đảm bảo khoa học, hiệu quả, thường xuyên duy tu, bảo trì để công trình luôn vận hành ổn định, an toàn, hiệu quả và bền vững đề nghị chính quyền địa phương, các tổ chức cá nhân liên quan và nhân dân cùng chung tay gìn giữ, bảo vệ để góp phần phát huy giá trị sử dụng bền vững của công trình. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các sở, ban ngành và địa phương trong tỉnh phát huy tinh thần, kết quả, kinh nghiệm của dự án này để tập trung triển khai tổ chức thực hiện các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh. Tại buổi lễ, các đại biểu đã thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành và gắn biển công trình chào mừng kỷ niệm 200 năm danh xưng Ninh Bình và 30 năm tái lập tỉnh.